Thưa quý vị, dạy con từ thuở còn thơ, người xưa thì vẫn dạy chúng ta như vậy để truyền đi thông điệp rằng là dạy dỗ trẻ con thì không bao giờ là sớm cả. Bởi vì theo nghiên cứu khoa học thì nhận thức của trẻ nhỏ có từ ngay khi lọt lòng, thậm chí là kể cả lúc đang còn trong bụng mẹ khi mà hình thành não bộ. Vâng, thế nhưng cũng phải nói một cái câu chuyện thực tế như thế này. Đó là có rất nhiều bậc phụ huynh thì vẫn thường bênh vực cho những hành vi chưa đúng của con cháu mình bằng những câu cửa miệng. Chẳng hạn như là cháu nó còn nhỏ hoặc là con bé thế thì đã biết gì đâu. Đây là vấn đề rất cần được nhận thức lại bởi hình thành nhân cách là cả một quá trình chứ không phải chờ đến lúc lớn mới cần được giáo dục. Quầy pha chế bị trẻ nhỏ làm đổ vỡ. Nhân viên cửa hàng thời trang bị trừ lương vì để trẻ em làm hỏng sản phẩm. Nhiều nhân viên đã gặp phải những tình huống khó xử từ các khách hàng nhí. Thường hay lấy những cái đồ ở trong kệ bé ném xuống đất, hoặc là điển hình là bé đã từng ném bộ ấm chén ở ban thờ đi. Và những lúc như thế thì em thấy chị đấy cũng không có nhắc nhở gì con mình, hoặc là cũng không có lời xin lỗi đến bọn em nhé. Thì các em cũng có vào đấy và vô tình xô đẩy nhau và có làm đổ một số ly nước nhà mình. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ những câu chuyện rắc rối bởi trẻ nhỏ nơi công cộng. Như một cô gái bị hỏng máy tính do trẻ làm đổ nước vào máy, hay một quán cà phê tuyên bố không nhận trẻ em dưới 12 tuổi. Liên quan đến câu chuyện này, có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Theo nhiều người, trẻ con cần được dạy dỗ để có cách ứng xử đúng mực, đặc biệt là ở nơi công cộng. Nhưng có luồng quan điểm cho rằng, trẻ con còn non nớt nên không hiểu chuyện, kiểu trẻ con thì biết cái gì. Thế nhưng, cách nghĩ này có thể gây hại đến chính các em. Cái chuẩn 5 tuổi là các em cần phải biết là cái nào là sở hữu của mình, cái nào là không phải sở hữu của mình. Cách thức ứng xử ở nơi công cộng phải biết chào hỏi, phải biết giữ trật tự. Tất cả những cái biểu hiện hành vi của cha mẹ ứng xử như thế nào, nó sẽ in đậm vào trong tâm trí của đứa trẻ. Bố mẹ hành xử theo cái cách thức mà không tôn trọng những người khác, thì về sau đứa trẻ nó cũng sẽ lấy những cái hình mẫu đấy để ứng xử với cả thế hệ sau. Nhu cầu để mà dạy cho con cái văn hóa ứng xử ở nơi công cộng cũng là một điều rất là quan trọng. Để con thứ nhất là có thể tự bảo vệ bản thân mình ở nơi công cộng, hai là tránh gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Và cái việc nhận thức của con thì cũng được hình thành theo thời gian thì con cũng thấm nhuần. Để một đứa trẻ lớn và nên người, cần nhiều công sức dạy bảo của người lớn trong nhà, dưới mỗi mái trường và ngoài môi trường công cộng. Nếu không sớm uốn nắn những hành vi chưa đẹp, có thể dẫn đến hậu quả xấu. Bởi những đứa trẻ rồi sẽ thành người lớn. Ươm hạt giống ứng xử hôm nay sẽ gieo mầm văn hóa cho các em ngày mai.